Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được ân xá và có thể được thả sớm nhất vào cuối tuần này. Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm Srettha Thavisin đã xác nhận thông tin này vào ngày 13 tháng 2. Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawi Soksong cho biết ông Thaksin nằm trong số 930 tù nhân được thả. Cựu Thủ tướng Thái Lan đáp ứng các điều kiện ân xá do đã hơn 70 tuổi, mắc bệnh nặng và đã thụ án ít nhất 6 tháng. Phát biểu trước báo giới ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng đương nhiệm Srettha nói việc ông Thaksin được ân xá tuân thủ theo quy định và luật pháp của Thái Lan. Ông Thaksin đã cống hiến cho đất nước trong một thời gian dài. Ông ấy là một trong những vị thủ tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử chính trị Thái Lan. Giờ đây, ông ấy sẽ là một công dân bình thường. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý với cựu thủ tướng Thái Lan vẫn chưa hết. Tuần trước, các quan chức nước này đã nối lại cuộc điều tra cáo buộc ông Thaksin xúc phạm hoàng gia cách đây gần 9 năm. Nếu bị truy tố, ông Thaksin sẽ bị bắt giữ trở lại. Ông Thaksin trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài nhằm tránh phải ngồi tù vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi còn cầm quyền.